Tiên bên TV xin chào cả nhà nha. Hôm nay cũng tới ngày thăm bảy nữa của cả nhà. Thì hôm nay mình đi thăm bảy tiếp nha, về thăm lờ cá tiếp nha. Thì khu vực này có 4 cá nữa cả nhà. Để mình thăm chiếc này không dính mình rút đi hết cả nhà. Ồ, thấy có phi chết nữa. Để mình chuyển hướng ra cầm trước cho cả nhà xem nha. Phi chết nữa rồi. Phi cá dính chết trơn cả nhà. Có phi chết đời nào. Để ra cả nhà. Chút mình gom đi. Tới tiếp rồi cả nhà xem nha. Đây có mấy cá này cả nhà. Khu vực này 7 cá nè. Chúng rồi dính cá lóc phụ nè. Cái này nó dính vào đây. Ghê bù bù bù. Bọc rồi cả nhà ơi. Cái này hết dính rồi đây. Nắng quá vậy cả nhà ơi. Nắng quá mà. Này cái nào tới cái mà đã gọi dính cái lóc cụ đó, mình qua cả nhà xem nha. Này, xin rồi dính cái lóc cụ nè. Cái này dính nè. Rồi dính để cái sậy luôn đó, luộc cái sậy luôn. Này, dính cái lóc cụ nè. Chắc bọt rồi cả nhà. Có gì đây, cái gì đây. Một cái lóc. Lóc con cả nhà ơi. Con một con cá lóc với con cá gô để sậy nè cả nhà, con cá lóc con với con cá gô nè. Nên là mình bắt ra đặt lại tới tiếp quay cả nhà xem cả nhà. Trời mưa luôn cả nhà. Cái này chuyến đó dính 3 mẹ con nè cả nhà. Cái sợi ruột nữa nè cả nhà, cái sợi mình chưa thay nè. Gãy mình chưa thay nè cả nhà. Dính vô đây. Ồ, được ăn cá lóc. Ngon 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 cả nhà ơi, có cá lóc. Có hàng, có hàng. Ngon cả nhà. Đây cũng ngon, vàng khè luôn cả nhà ơi. Ngon. Lên bờ luôn nè cả nhà, bắt dưới nó ruột. Nãy giờ mình bắt được có mấy con à, con gắn nè, với con cá lóc nhỏ với con cá phi, con cá rô nghe nha. Con này mình sậy mình đem theo mình thay nó nghe cả nhà. Rồi anh bắt con này ra cả nhà, con này cũng được, con này có nửa ký nha cả nhà, cũng ngon. Có cá là mừng nè cả nhà. Trời chuyển mưa luôn, mưa luôn à. Nè cả nhà, cũng ngon nè cả nhà. Ngon quá cả nhà. Thôi để em bỏ vô cả nhà. Bên kia hai cái cặp bên đó, mình quay cho cả nhà xem cả nhà. Đây cái mấy chiếc trước không dính gì hết trơn. Cái này cứ dính vào đây. Ê, có hàng kìa. Có hàng cả nhà ơi. Có hàng, cái này có hàng rồi. Ồ, con này cũng to cả nhà ơi. Đó. Thấy không, cũng to nha, hàng khủng nha. Đó. Wow, con này 7-8 lạng rồi cả nhà ơi. Ngon cả nhà. Mấy chiếc gòn dính chiếc này lụm nghe cả nhà. 7-8 lạng rồi. Ngon quá cả nhà ơi. Quá sướng, mỏ chạy hết trơn cả nhà. Mỏ chạy hết trơn nè. Rồi để mình tắt máy mình bắt ra cả nhà ơi. Đây dưới nước mình bắt rồi chuẩn ruột nữa cả nhà. Rồi nên bắt ra tới còn đây khu vực này còn cái nữa hết rồi cả nhà. Này dính vào đây. Ô phọc luôn cả nhà, dính đông càng với cá lóc nó xíu. Hồi qua bên kia mình qua tiếp cả nhà xem cả nhà. Ai dính. Bắt ra tới tiếp qua cả nhà xem cả nhà. Ây da. Đây có gì đâu mà nhõng đều đâu, nhõng rất dữ ta.
gì rồi cả nhà ơi. Thấy con cá phi chết không nè. Không cả nhà ơi. Dính cua luôn cả nhà ơi. Con cua luôn nè. Hai cá phi, con cua. Đã trời, dính cua luôn trời. Đã thiệt. Cua này cả nhà. Cua cái. Ngon ngon, được hai cá phi với con cua. Sướng quá cả nhà ơi. Cua nè. Đã trời. Rồi đó anh bắt ra, hồi tới tiếp quay sang cả nhà xem cả nhà ơi. Ngon ngon ngon. Dính cua gắt cái lợ quá trời, cả nhà mới dán lại xong. Chết. Rồi con cái nè. Dính cua gắt. Kẹp gắt lợ cho nó nè. Ủa có bùng binh nè. Bùng binh nè. Bùng binh cái lợ nè. Ủa cái lợ bùng binh dữ rồi nha ơi. Quảng quảng chẳng nè. Dữ lắm rồi nha. Không biết cái gì đây. Ủa cái lợ nha ơi. Ủa chứ ba cái gỗ nhà ơi, quá sướng rồi nhà ơi. Mình đặt khu này có hai cái cả nhà ơi, quá trời luôn, ba cái gỗ chà bá luôn cả nhà, hai cái lóc nữa, ngon 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 cả nhà ơi, sướng nè, quá đã luôn cả nhà ơi. Cái bên kia dính hai ba cái gỗ, hai ba cá phi, dính con cua, bên đây dính nè hai cái lóc, ba cái gô cả nhà ơi, quá xuống rồi đã anh bắt ra cả nhà, để tiếp quay cho mọi nhà xem cả nhà. Đây mình đặt có hai cái à. Dừng.
cả nhà, còn cái lờ với cái lú nó dính chỗ này dính gì hết đây. Con gì sống sống đây, con gì đó, nhái ở con cái con cóc dân nói chung ở dân dân bông súng để đại luôn đó nha. Làm cái lên cái lò đó nha. Có lên tổng kết rồi cái này xem, cái này có dân lương dân cua nữa, cái này ít 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 có cá, có cá cả nhà ơi, chưa tới nữa nó nhảy cả nhà ơi. Cái gì đây, cái gì mới nhảy đây, cái gì ồ được, còn cá lóc đây cả nhà ơi, cá lóc và cá rô cả nhà. Cá gô luôn nghe cả nhà, nhưng còn cá lóc đợi chưa tới nữa nó nhảy cả nhà, rồi nó sạch bốn con cá gô, quá đã, năm con cá gô luôn cả nhà, năm cá gô con cá lóc, quá sướng đã cả nhà. Đem túi em bắt này, cái thùng để bên kia cả nhà, cả nhà ơi. Dù cá lóc cũng ngon, năm con cá gô quá đã cả nhà, có lý có lý, trúng rồi chỗ nào cũng trúng hết trơn cả nhà, này ngon nè. Tổng kết lên, tổng kết cho cả nhà xem đã luôn rồi, để anh bắt bình yếu luôn cả nhà. Về tới nhà cả nhà, cái này mình mới đổ nè, cá một bao nhiêu nữa cả nhà. Con nhỏ cả nhà, còn có con bự rồi. Ê. Ê. Cả nhà ơi. Rồi mình xin chào cả nhà clip này luôn nha.